Xin chào các bác, em là Hà Thương ở bên Đồng Lộc Sơn ạ. Ngày hôm nay em sẽ lên với bác là một bức tranh phong thủy, cũng như là một bức tranh được rất là nhiều gia chủ lựa chọn để treo ở trong gia đình ạ. Thì em cũng sẽ lưu ý cho các bác là nhà em có nhận đặt tranh theo yêu cầu của các bác và có tư vấn hỗ trợ cho các bác về bức tranh phù hợp với lại cái gian phòng của nhà các bác nha. Và hôm nay em sẽ lên cho các bác là một bức tranh có cái kích thước là 170 x 90 và khung gỗ sẽ được làm từ khung gỗ sồi Nga. Bức tranh được đúc hoàn toàn từ đồng đỏ nguyên tấm và có sắt vàng rất bạc lên những cái hình ảnh nổi bật của bức tranh nha. Em sẽ zoom lại gần cho các bác xem về cái hình ảnh của bức tranh và cũng như thể là cái chất liệu của khung gỗ nha các bác. Đây ạ, cũng như em nói, đó là khung gỗ sẽ là khung gỗ sồi và sẽ được chạm khắc nổi những cái họa tiết rất là tỉ mỉ và tinh tế của người thợ mộc đấy ạ. Xung quanh sẽ được bao bọc bởi hệ thống đèn LED để làm nổi bật lên những cái họa tiết ở bên trong tranh nha các bác, tạo lên cái vẻ ấm cúng cho tranh ạ. Và trước mặt các bác đó là hình ảnh cây đa, giếng nước và mái đình, là hình ảnh ngày xưa chúng ta không thể nào mà quên được đúng không ạ? Em đang zoom lại gần cho các bác xem về những cái chi tiết nhỏ để thấy được cái sự tỉ mỉ tinh tế của người nghệ nhân nha các bác. Giống như cái đường vân của lá đây ạ. Tất cả đều được sắp vàng và sắp bạc đây ạ. Đấy, hình ảnh mái đình và dưới nước cũng được sắp vàng và sắp bạc nha các bác. Chúng ta có thể thấy là cái hình ảnh là trước mặt chúng ta là hình ảnh thầy đồ, ở trong câu là ngư tiều canh mục. Đó là cái đó là tất cả các cái hình ảnh ngày xưa của chúng ta. Hình ảnh người lằng chài này, người tiểu phu đi gánh củi này. Hoặc là sang bên đây chúng ta có thể thấy được là cái hình ảnh của những người nông dân trồng lúa nước đấy ạ. Đấy. Bức tranh ngoài gợi nhớ cho chúng ta những cái hình ảnh ngày xưa, những cái ký ức tuổi thơ, thì bức tranh còn mang lại cái ý nghĩa phong thủy, đó là thu hút được cái tài lộc và thu hút được cái vượng khí về cho gia đình, gia chủ của chúng ta. Ngoài ra bức tranh còn có thể là một cái vật phẩm để đem đi tặng cho người thân này, cho anh em bạn bè này, hoặc là cho sếp này, tặng cho sếp cũng được ạ. Đấy, bức tranh sẽ được treo trong phòng khách hoặc phòng thờ để tạo nên cái sự ấm cúng trong gian phòng của chúng ta đấy ạ. Đấy, bác nào đang còn thắc mắc về chất liệu đồng này, hay là cần em tư vấn thêm này, thì có thể là để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận, em sẽ gọi điện để tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác có thể là liên hệ với em qua số hotline 0911740569, hoặc là đấy là cũng là Zalo của em đấy ạ. Các bác có thể kết bạn Zalo với em để em tư vấn thêm cho các bác nha. Đấy. Em cảm ơn các bác đã cùng với em xem hết cái video này. Đấy, em xin phép xin chào các bác ạ.